Chú bảo, hôm nay là năm mới rồi, con phải nhảy để chúc Tết mọi người đi. À, đúng rồi. Ê, chúc Tết mọi người phải qua là gì à? Ừ, đúng rồi. Ấy, sao giận thế? Hả? Cái bao lì xì của con đấy? Hả? À, làm sao? Chị mới gọi nó mới gọi. À, ít quá hả? Ồ, còn chơi ít nữa. Rồi, đấy, cái bao đấy nhiều đấy, cho con đấy. Rồi, đúng rồi. Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, vạn sự như ý. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, con nhảy đẹp quá. Đây, cái ông bao này cho con ha. Rồi, bao lì xì cho con ấy. Ê, hỏi lấy hút, à, lấy bao lì xì rồi chạy đóng cửa luôn.